Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Khi mà nhắc đến các món ăn trong ngày Tết thì không thể thiếu được món dưa hành. Đây là một món ăn chống ngán cho ngày Tết. Bên cạnh bánh chưng, thịt mỡ, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món hành muối hay còn gọi là dưa hành. Một món ăn giản dị thân thương dành cho ngày Tết các bạn nhé. Về việc chọn hành để muối thì chúng ta thường dùng loại hành tươi để muối. Đó là loại hành mà mình vừa mới thu hoạch xong, vẫn còn nguyên cả rễ như thế này. Nếu như mà không có hành tươi thì các bạn có thể dùng hành khô để muối cũng được. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế hành. Mình cắt bỏ phần rễ, cắt bỏ phần lá ở phía trên đi như thế này. Mình cũng loại bỏ bớt những phần lá già ở bên ngoài đi. Ví dụ như củ này sẽ có phần lá rất là già ở bên ngoài. Chúng ta cần phải loại bỏ phần lá già bên ngoài đi nhé. Mình giữ lại phần củ hành trắng và sạch sẽ như thế này. Về độ to của củ hành thì các bạn có thể chọn củ to hoặc là củ bé, tùy thích. Nếu mà củ to thì thời gian muối sẽ lâu hơn, còn củ bé thì đương nhiên là thời gian muối sẽ ít hơn rồi. Nhớ loại bỏ những phần lá già ở bên ngoài. Sau khi mà mình đã sơ chế xong hành thì các bạn rửa sạch đi nhé. Sau khi hành đã được rửa sạch thì các bạn sẽ chuẩn bị một âu nước muối với tỷ lệ khoảng 20g muối hòa cùng với 1 lít nước. Mình sẽ khuấy đều để cho muối tan ra. Tiếp theo thì chúng ta cho hành vào ngâm. Việc ngâm hành ở trong muối thì sẽ giúp cho hành bớt hăng, bớt đắng, và khi muối sẽ được ngon hơn. Chúng ta sẽ ngâm hành trong vòng 24 tiếng. Các bạn nhớ đậy kín hộp trong quá trình mình ngâm nhé. Sau khi mình đã ngâm hành ở trong nước muối thì các bạn sẽ bỏ phần nước đi. Chúng ta không cần phải rửa lại đâu nhé. Mình gạn bỏ phần nước. Tiếp theo các bạn chuẩn bị những dụng cụ để muối hành. Cần phải rửa sạch và phơi khô. Tốt nhất là các bạn nên phơi nắng. Mình sẽ xếp hành vào trong dụng cụ để muối nhé. Xin lưu ý lại với các bạn, đó là hành sau khi mà mình đã ngâm qua nước muối lần thứ nhất thì các bạn không rửa lại bằng nước. Nếu rửa lại bằng nước thì dễ khiến cho hành bị nổi váng đấy. Chúng ta chỉ gạn bỏ nước, sau đó thì xếp vào trong lọ là được. Mình nên xếp những củ hành to ở phía dưới và xếp những củ hành bé lên phía trên. Mục đích là bởi vì những củ hành to thì sẽ lâu chín hơn và mình sẽ sử dụng sau. Còn những củ hành nhỏ nhanh chín hơn thì mình để lên trên để mình sử dụng trước. Các bạn xếp khít vào trong lọ nhé. Hành sau khi ngâm nước muối lần thứ nhất thì vẫn rất là giòn và bớt hăng, bớt đắng đi rất là nhiều. Lọ dùng để muối thì các bạn nên dùng lọ thủy tinh hoặc là vại sành sứ. Các bạn cũng có thể dùng những chiếc hộp nhựa, nhưng mà cần phải lưu ý là dùng nhựa đảm bảo chất lượng nhé.
chúng ta nên xếp vào lọ hoặc là hộp, mà không nên xếp đầy quá nhé. Chúng ta nên để một khoảng không ở phía trên này, để một lát nữa thì mình sẽ đặt túi bóng nước giúp cho hành được nhấn chìm vào trong nước ngâm. Tiếp theo thì mình sẽ đun nước ngâm. Mình sử dụng 1000ml nước lọc, tức là 1 lít nước lọc, 20g đường và 15g muối. Chúng ta cho vào trong nồi nước, khuấy đều để cho đường và muối tan ra. Mình bật bếp vào lửa to và đun sôi nồi nước lên nhé. Trong quá trình đun thì mình tiếp tục khuấy để cho đường và muối tan hoàn toàn. Khi nồi nước đã sôi hoàn toàn thì các bạn tắt bếp. Bước đun sôi nước này sẽ giúp cho nồi nước được tiệt trùng, sạch sẽ và khi mà mình muối hành sẽ không bị nổi váng. Sau khi đun xong thì các bạn sẽ để nguội. Mình để nguội nồi nước này đến nhiệt độ khoảng 40 đến 50 độ C. Nếu như chúng ta sử dụng nước nóng quá thì sẽ làm chết mất con giấm. Còn nếu như mà chúng ta dùng nước quá nguội thì sẽ giúp cho, thì sẽ làm cho hành không được lên men tốt. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ để nguội tự nhiên cho đến khi mà nhiệt độ hạ xuống còn khoảng tầm 40 đến 50 độ C các bạn nhé. Sau khi nồi nước muối đường đã đạt được nhiệt độ phù hợp rồi thì mình sẽ cho giấm ăn vào. Các bạn khuấy đều. Ở đây thì mình dùng giấm trắng. Giấm trắng là loại giấm lên men từ gạo, còn gọi là giấm gạo đó. Chúng ta khuấy cho giấm tan hòa đều vào trong dung dịch muối đường nhé. Như vậy là chúng ta đã pha chế xong dung dịch để ngâm hành rồi. Rất là đơn giản phải không các bạn? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ dung dịch mà mình vừa mới pha chế vào trong lọ đựng hành. Mình cần làm luôn để giữ cho nước được đúng nhiệt độ cần thiết nhé. Chúng ta không nên đổ quá là đầy, mà nên để một khoảng cách ở phía trên. Bởi vì là sau khi mà đổ nước xong thì chúng ta cần phải nén nó xuống nữa. Chúng ta sẽ chuẩn bị những túi nước như thế này. Những túi nước được buộc kín và mình để lên phía trên của lọ hành. Các bạn lưu ý là chúng ta cần phải buộc túi nước thật là chắc chắn để tránh cho nước bị rỉ ra trong quá trình mình nén nhé. Theo cách truyền thống thì mình sẽ dùng vỉ tre hoặc là nang tre để nén hành xuống. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta không có vỉ tre, nang tre thì mình sẽ sử dụng một túi ni lông như thế này, với mục đích là làm cho phần hành luôn được ngập ở trong nước. Sau đó thì các bạn
đóng nắp của các dụng cụ muối hành vào. Chúng ta sẽ để nguyên như thế này. Trong vòng 7 đến 10 ngày là hành sẽ chín và mình có thể sử dụng được. Thời gian muối sẽ tùy thuộc vào độ to của củ hành cũng như là nhiệt độ ở môi trường. Các bạn thân mến, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món hành muối hay còn gọi là dưa hành. Món ăn giản dị thân thương và vô cùng ngon miệng trong ngày Tết. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.